chưa? Quay quay quay. Nắng quá các bạn ơi. Nắng quá, nắng quá. Nắng kinh thật. Hôm nay trời nắng các bạn. Nắng thế này, nắng thế này mà có gì ăn nhỉ? Ngon nhỉ. Nắng thế này mà có gì ăn thì ngon lắm các bạn. Nghĩ có cái gì ăn là món ăn ngon nhỉ. Đố các bạn không? Nắng thế này thì làm món gì ăn ngon các bạn? Nắng nắng cây bí nó còn rũ rượi vườn rau của mình ấy. Nắng quá. Ôi đây, đây là cái gì này? Cái này giống cái ngô trên ngô mọc của các bạn. Nắng quá các bạn ạ. Và làm nồi chè ăn, không nhặt rau nữa. Về đi vào làm nồi chè mình. Đây, làm nồi chè ngoài nó suốt cũng được. Nắng quá. Đấy. Các bạn ơi các bạn, hôm nay mình sẽ làm nồi chè nắng, không làm rơi, không làm cỏ nữa. Nắng quá trời, ngoài bên nắng. Đây mình có chuẩn bị ít đỗ đỏ với dừa các bạn, dừa khô để cho vào nấu chè đỗ đỏ ăn cho nó sướng cũng được. Nắng quá, nắng quá. Bây giờ mình sẽ cho đỗ vào nồi các bạn nhá. Đấy. Để cho vào nồi. Cho hết vào nồi. Làm này bây giờ giữa nắng. Ơi, nhầm. Các bạn ơi các bạn, hôm nay mình sẽ làm nồi chè nắng, không làm rơi, không làm cỏ nữa. Nắng quá trời, ngoài bên nắng. Đây mình có chuẩn bị ít đỗ đỏ với dừa các bạn, dừa khô để cho vào nấu chè đỗ đỏ ăn cho nó sướng cũng được. Nắng quá, nắng quá. Bây giờ mình sẽ cho đỗ vào nồi các bạn nhá. Đấy. Để cho vào nồi. Cho hết vào nồi. Đấy, mình đã đổ vào nhé các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ bật bếp để ninh đỗ nhá. Làm một chè ăn cho nó sướng. Quay sang đây, không được. Đây. Đỗ, mình đi vào lấy cái vung ra nhá các bạn nhá. Dừa để đây các bạn nhá. Đây, mình sẽ đậy vung vào nhá các bạn nhá. Mình sẽ ăn linh chè lên ăn nhá. Thôi. Các bạn đợi chè sôi rồi mình sẽ mở cho các bạn qua nhé. Mình đã ninh được tầm nửa tiếng rồi các bạn nhá. Đấy. Ui, nó sôi chưa này các bạn này. Đấy, nắng bắt đầu đi vào đây rồi các bạn này. Đấy. Mình sới lên xem cho các bạn xem nha. À, đỗ bắt đầu nhừ rồi các bạn này. Mình sẽ cho đường vào các bạn nhá. Sẽ cho đường vào làm chè phải nóng lại ăn cho sướng được. Ở đây đường các bạn nhá. Đấy, ăn ngọt thì các bạn cho nhiều đường, ăn ít không ăn ngọt nhiều thì các bạn cho ít đường nhá. Đấy, khẩu vị người một. Đấy, mình đảo đều lên các bạn nhá. Ôi, ngọt lắm các bạn này. Đấy, quá là đẳng cấp các bạn, mini luôn. Đấy, mình sẽ ở đây ninh thêm khoảng 15-20 phút nữa để cho nó nhừ đỗ các bạn nhá, rồi ánh chén. Mẹ đợi vung vào, để đây các bạn nhá. Các bạn, đây là nồi chè của mình đã ninh các bạn nhá. Đấy. Ai xa. À các bạn này, sôi sục luôn này. Đấy, sôi chưa, còn chưa. Đấy, mình sẽ múc ra bát để thưởng thức nha các bạn nhá. Mình sẽ thưởng thức cái này, nồi chè này nha các bạn nhá. Mặc dù nó hơi nóng các bạn ạ, nhưng mà lắng lắm. Trời này, chơi luôn các bạn. À, chơi luôn các bạn à. Chè đỗ đỏ các bạn. Các bạn đỗ đen thì nấu đỗ đen, mình đỗ đỏ nấu đỗ đỏ cho nó mấu. Bát chè đỗ đỏ. Đấy. Các bạn nhá, đây là bát chè nhá. Đấy. Mình sẽ để vào đây. Đây mình sẽ cho đá vào các bạn nhé.
mình sẽ cho đá vào. Cho nhiều đá vào vì nó đang nóng các bạn. Cho hết cái đá này vào. Đấy. Không, ở đây mình có dừa khô các bạn. Cho vào dừa khô này, cho nó giòn. Đấy. Đấy. Cho nhiều dừa khô ăn cho nó súp được các bạn. Sợ trời nóng nay mà có bát này ăn với dừa khô này với đá này đỗ này sợ ngon lắm các bạn ạ. Đá đều lên các bạn nhá, ngon lắm. Đấy, nhốt tôi nào, mời các bạn nhá. Mình thử thức nhá. Ngon phê phê luôn. Ngon lắm các bạn ơi, ngon ơi là ngon. Cực kỳ ngon các bạn, ngon và tới dừa khô nó giòn dũng. Trời nắng thế này không nhỏ quả về chơi cái này cho sướng các bạn, ăn này cho nó ngon mát các bạn, nắng lắm. Thèm, thèm các bạn ơi. Phê phê. Ngon. Cực kỳ ngon bạn ạ. Video của mình đến đây kết thúc các bạn nhau. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Ẩm thực Vợ Chồng TV và chia sẻ cho mọi người biết đến vợ chồng mình nhá. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye bye.